Xin chào, xin chào. Sau khi đã sử dụng Tarot để tư vấn cho khoảng hơn 1.000 khách hàng, mình nhận thấy có một số lỗi sai phổ biến mà hầu như khách hàng nào cũng gặp phải. Hy vọng là bạn sẽ xem kỹ clip này để tránh những lỗi sai này nhé. Thứ nhất, đi xem bài và chỉ muốn biết về tương lai. Khi nào tôi có bồ, khi nào tôi hết ế, khi nào tôi giàu. Cô đi ra đi, tôi không biết. Nếu đi xem Tarot mà bạn chỉ mong muốn tha thiết, khát khao mãnh liệt biết về tương lai của mình, thì bạn hãy nên đến với một bộ môn khác như là tử vi hoặc là bài tây hoặc là Lenormand chẳng hạn. Tarot dĩ nhiên là có thể giúp bạn đoán được tương lai, nhưng mà quan trọng hơn, nó lại là một công cụ giúp bạn phân tích được hoàn cảnh hiện tại, những khó khăn bạn đang gặp phải, từ đó cho bạn thông tin hữu ích để cải thiện tình hình và cải thiện cuộc sống của bạn. Thật ra thì nghe tương lai của mình thì ai cũng thích đúng không? Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, bạn biết đấy, nếu mà cứ tập trung vào tương lai thì để làm gì đâu? Bài ra tốt thì bạn vui, bài ra xấu thì bạn buồn. Mà chuyện dự đoán đấy thì có phải là xuất hiện liền đâu, nó phải còn lâu lâu nữa nó mới xuất hiện. Vậy là bạn đã bỏ qua những giây phút quý giá ở hiện tại để cứ tiếp tục mơ mộng về một tương lai hảo huyền nào đó rồi đấy. Thứ hai, quá bị động. Rất nhiều khách hàng đi xem Tarot với tâm thế bị động, có nghĩa là bạn đến gặp Tarot Reader và chờ họ phán hoặc là nói bất kỳ điều gì về tương lai của bạn. Một lần nữa, bạn cần phải nhớ là xem Tarot là một hoạt động đòi hỏi sự chủ động rất là cao. Bạn phải biết rõ bạn đang gặp vấn đề gì, đang có những lựa chọn nào. Từ đó, Reader mới có thể giúp bạn điều chỉnh câu hỏi rồi đưa ra cho bạn những cái giải pháp để bạn giải quyết vấn đề. Đừng mong chờ Reader có thể thấu hiểu hết tất cả những điều bạn không nói ra hoặc là những cái câu chuyện thầm kín của bạn. Nhiệm vụ của họ chỉ là vẽ một cái tấm bản đồ dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp. Còn chuyện bạn đi được tới vị trí đó hay không, bạn phải là người chủ động và bạn phải là người đi. Thứ ba, hỏi chung chung. Bạn cần phân biệt được đâu là vấn đề và đâu là câu hỏi. Vấn đề là cái tình huống mà bạn đang trải qua, cái khó khăn bạn đang cần lời khuyên từ Tarot Reader. Câu hỏi là điều bạn muốn hỏi để giải quyết vấn đề. Ví dụ, anh ơi, anh xem giúp em chuyện tình cảm. Reader đâu có biết bạn đã quen ai, bạn đang quen ai hoặc là chưa quen ai. Thậm chí là chuyện tình cảm ở đây hoàn toàn có thể hiểu là chuyện tình cảm gia đình, chuyện tình cảm đồng nghiệp, chuyện tình cảm bạn bè. Nên bạn đừng hỏi chung chung. Anh ơi, xem giúp em chuyện công việc. Reader không biết bạn đang làm ở đâu, tính chất công việc như thế nào, bạn muốn tìm việc hay muốn đổi việc, đang có việc hay đang thất nghiệp. Bạn phải nói rõ vấn đề của mình, sau đó đi đến với một câu hỏi thật rõ ràng. Nếu không, Reader sẽ không giúp được bạn. Hãy hỏi thật là chi tiết nhé. Và cuối cùng, số 4 là mong đợi người khác thay đổi. Rất là nhiều bạn sau khi xem Tarot xong thì có một cái lời phàn nàn là: anh ơi, sao em thấy em xem xong mà em toàn phải làm thế này, làm thế kia để cải thiện mối quan hệ tình cảm, để cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp, với sếp, để làm cái này, để làm cái kia. Còn những người gây ra tổn thương cho em, gây ra sự khó chịu của em, sao họ không phải làm gì hả anh? À em ơi, em tìm đến với Tarot đó là một nỗ lực rất đáng khen trong việc giải quyết vấn đề em đang đối mặt. Nhưng cái người đó, cái người mà làm em tổn thương, họ đâu có đi xem Tarot đúng không? Em là người quyết định, em là người giải quyết vấn đề và em là người đối mặt với sự khó chịu, những cái sự tổn thương đó. Và đừng chờ đợi bất kỳ ai hết, đừng chờ đợi phép màu, đừng chờ đợi những sự thay đổi đến từ người khác. Em phải chính là người mang lại sự thay đổi cho cuộc sống của mình. Thì lúc đó những lá bài Tarot cũng sẽ rất hạnh phúc, vì nó đã giúp em có những thông điệp quý giá để cải thiện cuộc sống. Và cuối cùng hãy nhớ, Tarot vẫn chỉ là một công cụ, một phương pháp để bạn có thể ra quyết định một cách sáng suốt hơn. Còn nếu không có Tarot thì sao? Thì thôi, bạn vẫn có thể quyết định được mà. Chỉ có điều là quyết định đó nó có thể dẫn tới những cái tình huống xấu hoặc là tốt, và cái chuyện đó bạn khó kiểm soát hơn so với bạn sử dụng những thông điệp mà Tarot cung cấp cho bạn.